Vâng, có thể nói là một ca khúc rất quen thuộc với tất cả chúng ta, ca khúc Hành Khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Trên một nền nhạc và nhịp nhạc rất hào hùng thì những động tác của các em cũng đã thể hiện được sự hào hùng đó và rất là dứt khoát và rất là phù hợp với ca khúc này. Và trước đây ở một số giải thể dục aerobic dành cho lứa tuổi nhỏ cấp 1 như thế này thì ban tổ chức, ban giám khảo còn khuyến khích là các em nên sử dụng những bài nhạc, những nền nhạc âm hưởng của Việt Nam và những bài hát bằng tiếng Việt. Rất là tốt, có thể nói là cấu trúc bài thi rất là tốt và chúng ta cũng thấy là ở phần kết động tác, đội hình cũng khá là lạ mắt và các em đã thể hiện rất tốt phần thi của mình.